Trà Bạch Nhật à? Đây như các bạn đang thấy đây là những cây trà Bạch Nhật của nhà mình ạ. Thì đây là tất cả là những cây to các bạn nhé. Hình đợt này các bạn mua thì cái thứ nhất là cây nó sẽ rẻ hơn là đợt các bạn Tết là mua rất là nhiều. Và đến đợt này là cây chuẩn bị là bỏ lụ mới nệ các bạn trồng từ giờ đến Tết nó có hoa thôi. Không phải là chăm hay là bắt hoa hay cái gì đâu. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem là một vài cây của nhà mình. Mà cây nó to cao như này. Đây là tán của nó, rất là tròn. Tán của nó thì rơi vào tầm gần 1 mét, tầm 80-90 phân, rất là to, tròn xoe nữa, to tròn. Cây cao khoảng tầm 1 mét hay 1 mét các bạn nhé. Đây, mình sẽ quay gốc cho bạn xem. Gốc của nó đây, to hơn một ngón tay cái rất là nhiều, to xinh xinh một ngón chân cái nữa, gốc rất bự. Các bạn ai muốn mua những cây trà Bạch Nhật như thế này thì liên hệ với nhà mình nhé. Trong vườn nhà mình còn rất nhiều các loại trà khác, là những cây trà khác nhiều. Cảm ơn các bạn.